Chiến dịch Lê Lai, tiến công từ ngày 22 tháng 12 năm 1949 đến ngày 27 tháng 1 năm 1950. Cuối năm 1949, ở chiến trường chính Bắc Bộ, quân và dân ta mở chiến dịch Lê Lợi, chủ động tiến công địch ở Hòa Bình và đẩy mạnh tiến công địch ở nhiều nơi như là Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc. Để phối hợp với chiến dịch Lê Lợi, Liên Khu ủy và Bộ Tư lệnh Liên Khu 4 quyết định mở chiến dịch Lê Lai tại Bình, Trị, Thiền nhằm mục đích giam chân quân cơ động Pháp, không cho chúng tiếp viện ra Bắc Bộ, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, xây dựng và mở rộng căn cứ cách mạng ở vùng đồng bằng. Chiến dịch diễn ra chủ yếu trên địa bàn phía Nam tỉnh Quảng Bình và phía Bắc tỉnh Quảng Trị, cụ thể là các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Phong Điền và Hải Lăng. Đây là giải đất hẹp nhất của miền Trung. Chiều ngang từ Biển Đông tới biên giới Việt-Lào chỉ hơn 40 km, nhưng lại là địa bàn chiến lược quan trọng, là chiếc cầu nối liền hai miền Nam Bắc và nối với vùng Trung Lào. Địa thế hiểm trở, biển răng trước mặt, núi vây ba bề. Địa hình mấp mô lồi lõm, dốc và thấp dần từ phía Tây sang Đông. Phía Tây là dãy núi Trường Sơn hiểm trở, phía Đông là những dải đồng bằng hẹp ven biển, nằm giữa hai vùng núi và đồng bằng là những dải đồi bát úp, sát mép biển là những bãi, cồn, động cát trắng. Nhiều chỗ đồi núi chạy ra sát biển như là đèo Ngang, đèo Lý Hòa. Địa hình càng thêm phức tạp vì có hệ thống sông ngòi và đường giao thông chia cắt thành từng tuyến song song theo hướng Tây Đông. Sông ngòi ở vùng này ngắn và dốc. Toàn bộ sông ngòi xuất phát từ hàng trăm khe suối của dãy Trường Sơn đổ xuống các con sông Ròn, sông Danh, sông Lý Hòa, sông Dinh, Kiến Giang, sông Nhật Lệ thuộc tỉnh Quảng Bình, sông Hiền Lương, sông Cam Lộ tức sông Hiếu, sông Quảng Trị, Thạch Hãn thuộc tỉnh Quảng Trị. Đây là mạng lưới giao thông thủy quan trọng. Quân Pháp thường lợi dụng các con sông lớn cho tàu thủy, cano, thọc sâu thăm dò, phá hoại chiến khu của ta. Ngược lại thì ta cũng lợi dụng sông ngòi để vận chuyển vũ khí và lương thực để đánh địch. Ngoài đường thủy, mạng lưới giao thông ở đây còn bao gồm đường bộ, đường sắt và đường không, nối Quảng Bình với chiến trường cả nước và vùng Trung Lào, Hạ Lào. Thực hiện mưu đồ khai thác thuộc địa, thực dân Pháp đã cải tạo, nâng cấp hai tuyến Thượng Đạo là đường giao thông vùng cao và Hạ Đạo giao thông ven biển, có từ thời phong kiến thành tuyến đường sắt Bắc Nam và quốc lộ 1A chạy suốt chiều dài ba tỉnh Bình, Trị, Thiên. Đồng thời, chúng còn mở tỉnh lộ số 1, số 2, quốc lộ 9 từ cửa Việt, Quảng Trị sang Lào qua cửa khẩu Lao Bảo và đường không trung thiết lộ. Sân bay Đồng Hới là cửa khẩu đường không đi các nơi. Đồng bằng ở Quảng Bình, Quảng Trị nhỏ hẹp, nằm ven hạ lưu các con sông, chỉ chiếm 9,3% diện tích tự nhiên. Nhưng chiến dịch Lê Lai lại nổ ra chủ yếu trên đồng bằng hai huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh. Nơi đây là vựa thóc chủ yếu của Quảng Bình, vốn là nơi tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch. Dân cư trong vùng đông đúc và tinh thần kháng chiến rất cao. Hầu hết các làng xã đều có đội dân quân du kích, nhiều làng đã thực hiện rào làng chiến đấu, xây dựng làng thành những pháo đài, đã nhiều lần phá tan các cuộc càn lớn của quân Pháp. Khi Liên Khu mở chiến dịch, các làng kháng chiến đều trở thành hậu phương tại chỗ, nơi nuôi giấu quân, truyền tải thương và vũ khí đạn dược của chiến dịch, và cũng là nơi tổ chức những mũi đánh phối hợp với chủ lực của Liên Khu. Giữa năm 1949, trước chiến dịch, lực lượng địch trên địa phận Quảng Bình có khoảng 4.000 tên do Trung tá Niox chỉ huy, thực hiện giáo diết kế hoạch rơ ve, chúng đóng thành 45 vị trí đồn bốt. Cụ thể là, khu vực Nam và Bắc sông Danh có 10 vị trí chính và 3 vị trí hướng vệ, khu vực Cố Trạch 8 vị trí, khu vực Quảng Ninh 7 vị trí, khu vực Lệ Thủy 9 vị trí chính và 2 đồn hương vệ, thị xã Đồng Hới 4 vị trí. Phía Tây địch đóng 2 vị trí lẻ ở sát biên giới Việt-Lào. Ngoài ra, chúng còn lập hành lang chốt giữ dọc theo tỉnh lộ số 4 và số 2, từ Thượng Lâm Lệ Thủy ra Sen Vàng, từ Chó Kéo ra Tiên Lệ Quảng Trạch. Với một loạt đồn bốt dày đặc nối tiếp nhau, chúng định bịt chặt các cửa ngõ chiến khu và uy hiếp các tuyến giao thông vận tải của ta ở phía Tây. Ở vùng đồng bằng và địch hậu, quân Pháp tăng cường vây giáp, phục kích các ngã đường hòng lùng bắt cán bộ và cướp đoạt hàng hóa của cải của đồng bào. Những vùng xa xôi thì chúng cho máy bay cất cánh từ sân bay Đồng Hới thường xuyên đánh phá để gây tổn thất cho ta. Nhưng kể từ ngày Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động toàn quốc kháng chiến, quân và dân Quảng Bình, Quảng Trị đã liên tục nổi dậy tiến công, phá được nhiều đồn bốt, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, trong đó đã phá được 55 hội tề,
là chỗ dựa về chính trị của quân Pháp. Qua nhiều trận diệt đồn, nhiều trận chống càn, trước khi bước vào chiến dịch, bộ đội và dân quân du kích đã có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức và thực hành chiến đấu. Về lực lượng ta, tháng 10 năm 1949, theo chỉ thị của Bộ, Liên khu 4 quyết định thành lập mặt trận Bình Trị Thiên. Lực lượng chủ lực có 3 trung đoàn bộ binh 95, 101 và 18, tiểu đoàn công pháo 888, đại đội thông tin và đại đội quân báo. Lực lượng vũ trang địa phương có 3 đại đội bộ đội địa phương và dân quân du kích của 3 tỉnh Bình, Trị Thiên. Ngoài ra, để tăng cường cho lực lượng tham gia chiến dịch trung đoàn 57, trung đoàn 57 vào hoạt động ở vùng Bắc Quảng Bình nên trung đoàn 18 vượt U Bò, Ba Rền và vùng đồng bằng Nam Quảng Bình hoạt động. Trung đoàn 101 vượt quốc lộ 1 về đứng chân ở đồng bằng Thừa Thiên. Trung đoàn 95 từ Quảng Trị hành quân ra vùng Quảng Ninh và Lệ Thủy, hướng tiến công chính của chiến dịch. Chiến dịch do Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Liên khu 4 trực tiếp chỉ đạo. Bộ Tư lệnh Mặt trận Bình Trị Thiên trực tiếp chỉ huy, đồng chí Hà Văn Lâu làm tư lệnh chiến dịch, đồng chí Hoàng Anh, bí thư phân khu ủy làm chính ủy. Phòng chính trị triển khai ngay đợt giáo dục quán triệt nhiệm vụ chiến dịch cho toàn mặt trận. Khí thế ra quân lập công ở các đơn vị rất cao. Đội văn công được thành lập và xuống từng trung đoàn KH động viên bộ đội và nhân dân, đồng thời cho ra đời nhà in và tờ báo Người lính của mặt trận để hướng dẫn tư tưởng, hành động và động viên phong trào thi đua của các lực lượng vũ trang trên toàn mặt trận. Ta đã in và phát tán 2.500 tờ truyền đơn, 300 tờ tin dân quân, cổ vũ phong trào chiến đấu của các địa phương. Phòng hậu cần mở rộng, xưởng quân giới, tiến hành sửa chữa và sản xuất vũ khí, đạn dược, củng cố bệnh xá của mặt trận và các trạm cứu thương của chiến dịch. Các trung đoàn chủ lực hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan dân chính đảng địa phương, huy động sức người, sức của tới mức tối đa, tổ chức tuyến hậu cần tại chỗ đảm bảo tốt các khâu, tiếp lương, tải đạn, cứu chữa và vận chuyển thương binh, tử sĩ. Cơ quan tham mưu, đại đội quân báo của mặt trận và thành phần chỉ huy, trinh sát của các trung đoàn tiến hành trinh sát thực địa, nắm quy luật hoạt động và sự bố phòng của địch, điều chỉnh kế hoạch tác chiến sao cho phù hợp. Các trung đoàn chủ lực tranh thủ huấn luyện cho bộ đội với nội dung theo định hướng chiến đấu chính quy, tiến tới thành lập đại đoàn và kết hợp huấn luyện xây dựng phong trào chiến tranh du kích cho lực lượng vũ trang địa phương. Trước ngày chiến dịch chính thức nổ súng, khí thế thi đua giết giặc lập công của toàn mặt trận rất sôi sục. Thực hiện kế hoạch tác chiến tạo đà trước khi bước vào chiến dịch, trung đoàn 95 trên đường cơ động ra Nam Quảng Bình đã liên tiếp tổ chức phục kích địch ở Thanh Lê, diệt 52 tên. Ở Dốc Miếu diệt gọn 2 trung đội địch, thu toàn bộ vũ khí. Ở Bồ Bản diệt 90 địch, phá hủy 20 ô tô. Trung đoàn 18 vượt qua dốc U Bò, vận động xuống Lệ Kỳ đánh địch. Trung đoàn 101 vừa hành quân tới Quảng Điền, Hương Trà đã phục kích diệt gọn 2 trung đội địch ở Bôn Trì, Bôn Phổ, tập kích diệt đồn Thủy Cầu. Trung đoàn 57 vào Tây Bắc, Quảng Bình cũng tiến hành tập kích diệt địch ở Đơn Sa, quấy rối địch ở Ba Đồn, phục kích diệt 100 tên địch ở Thanh Lê. Trên hướng Trung Lào, bộ đội ta và bạn cũng liên tiếp phục kích đánh địch trên đường số 9, diệt phá Tề Ngụy ở Ba Na Phào và Na Ha Say. Bộ đội địa phương và dân quân du kích trên toàn mặt trận cũng tích cực hoạt động tác chiến, đã đánh mình lật nhào đoàn tàu địch ở Đá Bạc, Phú Lộc, Hải Đạo, Hải Lăng, gài bom phá kho địch ở Ga Huế, dùng địch vận Hạ Đồn, Lao An, Mỹ Chánh, Phù Ốc. Đại đội 361 bộ đội địa phương cùng dân quân du kích Lệ Thủy phục kích diệt gọn trung đội địch, thu toàn bộ vũ khí ở đoạn đường thôn Trung Lực, xã Duy Tân, sau đó vây ép và diệt đồn Thượng Lâm và vị trí hương vệ An Lạc. Dân quân du kích liên tục phục kích và đánh phá giao thông trên quốc lộ 1, tỉnh lộ 2 và đường số 9. Quân và dân hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh liên tiếp quấy rối, bức hàng, bức rút các đồn Võ Xá, Vạn Xuân, Cổ Hiền, Lệ Kỳ và vị trí hương vệ Xuân Bồ. Ta bao vây chặt đồn Mỹ Trạch, một vị trí tiền tiêu của địch ở phía tây nam Lệ Thủy, khiến quân địch ở đây tuy đông mà không dám ra ngoài càn quét như trước đây. Do đó đã tạo thuận lợi cho các đơn vị chủ lực hành quân, chiếm lĩnh trận địa xuất phát tiến công trước ngày chiến dịch chính thức mở màn. Chiến dịch chia làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 12 năm 1949. Đêm 22 tháng 12 năm 1949, Trung đoàn 18 được tăng cường một đại đội phóng bom, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tiến công đồn Vạn Xuân. Nhưng vì lực lượng địch ở đây mới được tăng cường nên cuộc tiến công của ta không thành. Trung đoàn chuyển sang bao vây, đồng thời tổ chức lực lượng đánh quân tiếp viện. Suốt 3 ngày đêm mưa, rét, nhưng bộ đội và dân quân du kích vẫn giấu mình trong lùm cây, động cát, kiên trì chờ địch. Đến Noel ngày 25 tháng 12, Thiếu tá Lập Guz, chỉ huy phân khu Nam Quảng Bình,
đích thân dẫn hai đại đội Âu Phi và một trung đội trợ chiến từ Đồng Hới hành quân vào, phối hợp với bộ phận chiếm đóng ở Hòa Luật giải vây cho Vạn Xuân. 18 giờ chiều, địch tới Thạch Xá Hạ, lọt vào trận địa phục kích của tiểu đoàn 227, trung đoàn 95 do đồng chí Lê Thuyết chỉ huy. Ta bất ngờ nổ súng, diệt và bắt gọn cánh quân này của địch, diệt và làm bị thương 30 tên, bắt 50 tên, trong đó có cả thiếu tá Lê Bukuzer, một đại úy và hai trung úy, thu 60 súng, hai máy vô tuyến điện, phá hỏng 7 xe. Ta bị thương rất nhẹ 6 đồng chí. Ta tiếp tục triển khai trận địa phục kích trên dòng quốc lộ 1, nhưng mà địch hoảng sợ, không dám đưa quân tiếp viện cho đồn Vạn Xuân. Ngày 30 tháng 12, tướng Le Brit phải hạ lệnh rút quân khỏi đồn Vạn Xuân và sau đó là đồn Thượng Lâm. Vùng tự do của ta được mở rộng, phía tây khu vực sông Kiến Giang, Lệ Thủy được giải phóng. Ngày 31 tháng 12, được ta tuyên truyền giác ngộ, vệ binh đoàn ở đồn Cổ Hiền đã nổi dậy làm binh biến, diệt 3 sĩ quan Pháp, đưa toàn bộ vũ khí, trang bị về với kháng chiến. Sự kiện này đã tác động tích cực đến số binh lính ngụy ở các đồn khác. Do đó, trong những ngày tiếp theo, quân ta đã tiến công và diệt gọn đồn Đôn Sa, bao vây và bức rút địch ở đồn Phú Hòa. Có 7 lính khố đỏ quay về với cách mạng. Trong khi ta tập trung lực lượng hoạt động ở hướng Quảng Ninh và Lệ Thủy, địch đã tăng cường binh lực và vũ khí cho một số vị trí phía Bắc như là Chóp, Cổ Giang, Hà Lời và phòng thủ tuyến tỉnh Lộ 2, đồng thời cho quân nống ra càn quét một số xã như là Hải Trạch, Trung Trạch, v.v. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Chiến dịch lệnh cho Trung đoàn 57 tiến vào vùng Bắc Quảng Bình. Từ ngày 13 tháng 12 năm 1949 đến ngày 15 tháng 1 năm 1950, Trung đoàn đã đánh một loạt vị trí quan trọng của địch ở tuyến phòng thủ sông Danh như là Đại Nam, Hòa Ninh, Hướng Phương, Đơn Sa, Phù Kinh, giải phóng một vùng rộng lớn ở Nam và Bắc sông Danh. Ở phía Nam thì quân địch sợ không dám ra. Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh, Trung đoàn 95 và 18 chuyển sang phối hợp cùng lực lượng vũ trang địa phương tiến hành tổng phá tề ở vùng Nam Quảng Bình. Toàn bộ hệ thống đồn bốt địch từ Quán Hầu vào tới Sen Hạ nhanh chóng bị vây chặt. Binh lính trong các đồn lo sợ chui vào cố thủ, không dám ra ngoài. Lính địch ở các đồn Thượng Lãm, Vạn Xuân bỏ đồn co cụm về các vị trí lớn. Lực lượng vũ trang địa phương diệt đồn Xá, Cồn Lý. Nhân dân trong vùng tự vũ trang bằng giáo mác, gậy gộc, vây bắt tề điệp, giải tán hương vệ. Ở nhiều làng như là Xuân Bồ, Uẩn Áo, Xuân Dục, Xuân Hòa, Mỹ Trạch, Thuận Trạch, tuy nằm sát quốc lộ 1 và gần đồn địch, nhưng trước sức mạnh áp đảo của quân chúng, bọn Hào Lý đã ra hàng và giao nộp vũ khí. Hai trung đoàn thu hồi được hàng trăm tấn lúa trong các kho của địch, giao lại cho chính quyền địa phương để cấp cho nhân dân. Phong trào kháng chiến của vùng làng xã phát triển mạnh và vững, trở thành những điển hình của Bình, Trị Thiên và cả nước. Đợt 1 chiến dịch kết thúc. Đợt 2, từ ngày 15 đến 27 tháng 1 năm 1950. Từ giữa tháng 1 năm 1950, Trung đoàn 95 được lệnh bí mật hành quân vào Nam Thừa Thiên, cùng Trung đoàn 101 chuẩn bị đợt hoạt động mới. Vào tới Bắc Quảng Trị, một bộ phận của tiểu đoàn 227 phối hợp với đại đội bộ đội địa phương Lê Hồng Phong tập kích bốt Chợ Re, bao vây đồn Cửa Tùng, diệt hai trung đội địch, bắt sống một trung úy Pháp. Bị thua đau ở phía Nam Quảng Bình, Bộ Chỉ huy quân Pháp ở Bình Trị Thiên tìm cách phản kích giữ vững vùng Bắc sông Danh. Ngày 27 tháng 2 năm 1950, Pháp tập trung quân ứng chiến mở cuộc hành quân bằng đường thủy vào vùng có đồng bào theo đạo Thiên Chúa mà ta vừa giải phóng. Phán đoán đúng âm mưu địch, Trung đoàn 57 cùng lực lượng vũ trang địa phương tổ chức phục kích ở bến đò Phù Trịnh, La Hà. Vào 8 giờ, địch lọt vào trận địa phục kích, ta nổ súng. Đại bác và bộ binh địch ở các đồn xung quanh như là Tiên Lệ, Ba Đồn nổ súng ứng cứu. Quân địch trên 4 cano củng cố đội hình để phản kích nhưng đã bị quân ta đánh quyết liệt. Cả tiểu đoàn địch bị tan rã, hơn 120 tên bị diệt. Ta bắt 10 tù binh Pháp và một số tay sai dẫn đường. 4 cano của địch bị hỏng nặng. Số địch sống sót rút chạy về Thanh Khê, bỏ lại hàng trăm súng. Trước sự uy hiếp của ta, địch buộc phải rút tiếp ở các vị trí chiếm đóng Chóp, Cổ Giang, Can Lao, Tiên Lệ. Ta triệt hạ tiếp 3 đồn Hương Vệ, Phù Kinh, Hòa Bình, Hướng Phương. Sáng ngày 27 tháng 1, hai trung đoàn 95 và 101 hành quân vào tới Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Lợi dụng thời cơ này, địch lập tức tập trung 3 tiểu đoàn ở Triệu Phong và Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, càn quét vào các xã Lương Mai, Phò Trạch, Phong Trương, Phong Lai, Vân Trình. Lực lượng vũ trang địa phương tổ chức chống càn, được cấp trên đồng ý. Hai trung đoàn 95 và 101 hành quân thần tốc quay trở lại vùng Triệu Phong và Hải Lăng. Địch cho máy bay bắn phá, ném bom vào trận địa của ta. Đến tối 27 tháng 1,
không chịu nổi đòn đánh trả quyết liệt của hai trung đoàn 95 và 101. Quân Pháp phải hủy bỏ cuộc hành quân càn quét, lợi dụng đêm tối tháo chạy về Huế. Ta diệt và bắt gần 400 tên địch, thu hơn 50 súng các loại. Chiến thắng ở Lương Mai, Phò Trạch, Lê Thuyết đã kết thúc chiến dịch Lê Lai. Trong suốt hơn một tháng chiến đấu, 4 trung đoàn chủ lực của Liên Khu đã đánh một trận vây điểm diệt viện, một trận vận động phản kích quy mô cấp trung đoàn và gần 30 trận đánh nhỏ. Ta loại khỏi vòng chiến đấu 1.370 tên, bắt sống 152 tên, phần lớn là lính Âu Phi và Pháp, tiêu diệt gọn một đại đội, đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn, tạo thuận lợi để lực lượng vũ trang địa phương diệt nhiều đồn bốt nhỏ và các vị trí hương vệ cùng nhân dân nổi dậy diệt tề, trừ gian và làm công tác binh vận đạt hiệu quả tốt. Đây là chiến dịch đầu tiên ở chiến trường Bình Trị Thiên do Bộ Tư lệnh Liên Khu 4 chỉ đạo. Bộ Tư lệnh Mặt trận Bình Trị Thiên trực tiếp chỉ huy, chiến dịch đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được các mục tiêu đề ra. Kế hoạch tác chiến thì cụ thể, sát hợp với khả năng và tình hình tương quan lực lượng. Nét nổi bật của nghệ thuật chiến dịch là sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, đánh điểm, vây điểm và phục kích diệt viện, giữa chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương, biết vận dụng phương châm, phương pháp tác chiến chủ động, linh hoạt, đặc biệt là giữa tiến công của bộ đội chủ lực với binh vận, địch vận, nổi dậy phá tề, trừ gian của lực lượng vũ trang địa phương và quần chúng. Trong đó, việc vận động binh lính đồn Cổ Hiền và một số nơi khác làm binh biến trở về với cách mạng là một điển hình xuất sắc. Chỉ huy các cấp đã sâu sát nắm chắc đơn vị, quyết đoán, sắc sảo, xử lý tình huống kịp thời, chính xác. Chiến dịch đạt được hiệu suất cao cả về tiêu diệt địch và giải phóng đất đai, củng cố và mở rộng vùng giải phóng ở đồng bằng Quảng Bình, nâng cao lòng tin tưởng và tinh thần cách mạng của quân và dân trên toàn mặt trận Bình Trị Thiên. Chiến dịch còn để lại nhiều bài học quý về nghệ thuật chỉ đạo chiến dịch và vận dụng các hình thức chiến thuật trong đánh điểm diệt viện và vận động tiến công phản kích phá càn.